xin chào, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin Vip 25 giờ. Ngày hôm nay thì hội khẩu nghiệp của chúng tôi ngồi đây và sẽ chuẩn bị đưa đến cho tất cả các bạn những tin tức à, nóng hổi trong showbiz. Tuần qua. thực ra không có khẩu nghiệp nha mình đừng có ám thị tụi ừ. mình như vậy nữa chẳng qua làm đôi khi chúng ta đọc tin đó quý vị thì chúng ta cũng nên nhìn cái tin đó bằng nhiều chiều kích khác nhau để cuộc sống của mình nó gia tăng thêm chất lượng và thực ra nhiệm vụ của tụi tôi chỉ là mở thêm một vài góc nhìn cho quý vị mà thôi chúng tôi với một cái tâm trong sáng không hề có ý định khẩu nghiệp bất cứ một ai cả vâng đó là những lời biện minh của cô À... Nói xong thấy ngượng miệng luôn á tiệt dạ. Nói xong cũng thấy mình kỳ kỳ luôn á Nhưng mà bữa nay mình sẽ bàn những cái tin gì dở. À bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin chính có trong ngày hôm nay Quang Đăng khóc cạn cả nước mắt khi chia tay với Thái Trinh Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xót xa khi đóng cửa nhà hát kịch sau 14 năm gắn bó Nghệ sĩ Xuân Hương lên tiếng về cuộc sống như địa ngục với MC Thanh Bạch Sống với anh tôi như là một cô xin chuyên nghiệp Lời khẩn thiết cầu cứu 150 000 vé cho phim Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi Quang Hà xót xa chia sẻ thiệt hại 30 tỷ sau vụ cháy ở khu văn hóa hữu nghị Việt Xô. Quang Đăng khóc cạn cả nước mắt khi chia tay với Thái Trinh. Trời ơi, có những cái cuộc tình đi qua mà nhiều khi á, mấy mươi năm còn chưa trời yên biển lặng nữa đó. Nhưng hai mà tuần. cũng vì hai tuần nhưng là nên là tất cả các bạn khán giả đều nghĩ là đây là một chiêu trò PR. À? Ờ, họ có quyền nghĩ như vậy thực ra đã có rất nhiều lần chúng ta ngồi đây và chúng ta cũng nói về những câu chuyện cũng không biết là vô tình hay hữu ý nhưng thực sự thì khán giả họ sẽ có những cái quyền nhất định để họ có thể chia sẻ về cái câu chuyện của của những bạn à, thuộc về công chúng yeah. à, thực ra họ có sử dụng chuyện này để ba hay không thì đúng là chỉ có người trong cuộc mới trả lời được chúng ta mà thôi tuy nhiên có điều rằng là nếu như mà ở một cái góc nhìn tỉnh táo khác và chúng ta không quá nhiều định kiến thì à, cô không nghĩ rằng là họ via có thể nó chỉ đơn giản là nó có những cái điểm rơi trong cái câu chuyện này nó trùng khớp, nó trùng khớp yeah. và chúng ta lại dùng một cái định kiến nào đó và chúng ta bắt đầu suy diễn cái câu chuyện này theo cái theo cái kiểu mà mình muốn ở ví dụ yeah. như ngày hôm đó thái trình uh, thật sự không khỏe và cái vấn đề khỏe hay không thì đúng là chỉ có mỗi bản thân cậu cảm nhận được mà thôi à, Vô tình thì đúng cái lúc không khỏe nhất lại là cái lúc mà Những cái gì diễn ra trong sự kiện nó lại rất là nhạy cảm cho một cái cuộc tình vừa mới chia tay Thì người ta lại bắt đầu đồn đoán và sâu chuỗi nó lại với nhau Bởi vì cô không tin rằng là bạn ấy thật sự bị kích động À, vì sao? Bởi vì nếu như bị kích động thì người ta không đã không đến. Dạ. À, đây là một cái buổi mà nó được tổ chức với rất nhiều thông tin trước đó, có giấy mời, có thành phần tham dự. Nó không phải là câu chuyện mà à, tình cờ mình <laughs> gặp, gặp lại nhau. nhau, dường như lâu... Ôi trời bệnh nặng quá. Nhưng mà đó kiểu là không có tình cờ. Rồi bây ừ. giờ chúng ta sâu chuỗi là câu chuyện này ha. Đầu tiên là hai người đã chia tay nhau là đường anh em đi đường em em đi ừ. sau đó thì khoảng một tuần sau thì bắt đầu có một cuốn sách tên là chúng ta không có sau này ừ. à, ra mắt là Đúng của rồi. anh hà thanh phúc à, thì cùng lúc đó thì sau, sau đó thì mv của hương tràm hát ca khúc này lại ra mắt ừ. và quang đăng là nhân vật chính trong cái mv đó và ngày hôm mà một họp báo ra mắt cái quyển sách này thì quang đăng và Tải trinh được xếp ngồi cùng nhau thực ra thì... đã biết cái sự hiện diện nhau có mặt rồi đó ý là nó có quá nhiều nó có quá nhiều sự kiện uh, tương đồng với yeah. nhau trùng hợp với nhau để người ta củng cố cái niềm tin của mình nhưng mà mình biết không về mặt tâm lý á, thì nó sẽ có một cái gọi là nó có một cái hiện tượng mà người ta gọi đó là cái gọi là cái tiêu điểm chú ý uh, thông thường thì chúng ta dễ bị chú ý bởi những cái điều mà nó thuộc về À, gọi là điểm rơi nhận thức tức là tại thời điểm đó em đang suy nghĩ về điều gì em đang quan tâm đến cái gì hoặc là cái thông tin nào cái đối tượng nào nó đang nó đang là một cái đối tượng rất là nổi bật thì chúng ta rất dễ sử dụng nó như một cái lõi của nhận thức và chúng ta bắt đầu uh, liên kết những cái sự kiện những cái thông tin diễn ra xung quanh theo cái hướng tương đồng với cái lõi đó thì cô nghĩ rằng nó là câu chuyện như thế đối với cái việc quang đăng và thái trinh chia tay việc mà các bạn đó chia tay có thể là trước cũng có thể là sau nhưng không tại vì nó rơi vào tại thời điểm đó, thời điểm đó. Ừ, nhưng mà tại thời điểm đó thì nó có những cái sự kiện mà thực ra hai bạn ấy có chia tay hay không nó vẫn diễn ra yeah thì cuối cùng mọi mọi sự nó được rơi vào đúng một chỗ và người ta bắt đầu kết hợp nó lại một cách dễ dàng. Thôi thì đúng là cuối cùng chỉ có người trong cuộc mới biết nhỉ. Ừ. Thật ra thì hai bạn này cũng phải biết gọi là thông minh sau khi chia tay một xíu là hạn chế gặp nhau cũng như hạn chế nhận những lời có show, có cùng nhau ừ. Đó cũng là một cách để chúng ta tự bảo vệ mình dạ. Có nghĩa là nếu như bạn muốn rằng là thực sự không tôi muốn dư luận. Ừ. Một là tôi không muốn đối diện với dư luận Tôi cũng không muốn đôi co với công chúng làm gì dạ. Cái thứ hai đó là chuyện riêng của tôi và tôi muốn giữ nó cho bản thân mình và cái thứ ba là thực sự là tôi rất là chuyên tâm đến cái việc rời khỏi cái mối quan hệ này Có nghĩa là tôi quyết định À, là tôi sẽ để cho bản thân mình được yên và việc mà tôi rời khỏi đã là một việc mà tôi 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 lựa chọn một cách rất là chín chắn rồi ừ. thì thì đúng như minh nói dĩ nhiên là các bạn có quyền à, bố trí và à, gọi là xếp đặt cuộc sống của mình tuy nhiên trong tất cả những cái sự xếp đặt đó thực sự thì um, nó đòi hỏi bạn phải phải rất là tinh tế yeah. bởi vì đây là một thời điểm nhạy cảm và trong trường hợp này thì mọi suy diễn nó đều có thể diễn ra và chúng ta cũng không phải cũng không thể chứ không phải là không phải đứng lên để đối đầu với dư luận được bởi vì cuối cùng đây vẫn là chuyện của bạn dư luận họ họ vô thưởng vô phạt họ bàn họ bàn để cho có chuyện họ bàn mà tại vì dạo này không có chuyện gì để bàn hết thì có chuyện gì thì bàn chuyện đó nếu chúng ta là những người bình thường thì những câu chuyện này nó rất là bình thường bởi vì chúng ta là những người nghệ sĩ cho nên là những câu chuyện này chúng ta nên hạn chế lại bởi vì không thôi thì sẽ rơi vẫy dư luận sẽ trở thành những câu chuyện cũng như là những miếng mồi ngon cho báo chí, ừ. những cái tờ báo hay trực tiếp. đúng rồi, chính xác. và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tin tiếp theo. nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xót xa khi đóng cửa nhà hát kịch sau 14 năm gắn bó ừ. à, ở sân khấu kịch Hồng Vân ở Super Bowl thì đã khép lại hành trình 14 năm của sân khấu này hoạt động và đó là một cái sự ra đi đầy tiếc nuối. đúng rồi, à, thực ra có một chút gọi là có một chút phiến diện ở cái điều này, đó là ừ. bản thân cô khi cô đi dạy sinh viên á, thì cô cô cũng có một vài lần hay chia sẻ với các bạn, tại vì có một cái học phần, nó là kỹ năng thuyết trình và cô hay nói về việc mà các bạn sử dụng cái cái ngôn ngữ hình thể của mình khi các bạn thuyết trình thì cô có hay đưa ra một cái lời khuyên như vậy, mặc dù mình biết là nó phiến dị nhưng mà chắc là nó cũng không sai đâu. Đó là cô hay nói là nếu như các bạn mà muốn hưởng thụ, các bạn nên đi coi kịch. Ừ. 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 Còn phim á, thì các bạn phải kỳ vọng ở những cái khác, nó 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 khi các bạn đi xem phim điện ảnh, phim nói chung bởi vì phim á là được diễn lại yeah. à, còn riêng đối với kịch á thì cái người cái người nghệ sĩ mà kịch nói ấy, là người ta phải rất là có thực lực tại vì nó không cho phép họ diễn lại trên sân khấu điều đó điều đó đồng nghĩa với việc là thực sự thì cô cũng là một người yêu kịch nói cái sự kiện đóng cửa super bowl nó là một cái sự kiện cũng làm cho mình cảm thấy khá chạnh lòng chạnh lòng là bởi vì đây là một cái đây là một cái điểm sinh hoạt văn hóa thực sự nghiêm túc yeah. có giá trị có đầu tư và khi mà nó đóng cửa như vậy đồng nghĩa với việc là chúng ta giảm đi một cái nơi đáng tin cậy để chúng ta có thể nuôi dưỡng tâm hồn của mình chúng ta có thể có một cái hoạt động thụ hưởng nghệ thuật nó gọi là nó an tâm nói chung là cái sự ra đi nào cũng buồn hết đó nhưng mà một cái góc nhìn khác thì nó nằm ở đây nè cô nghĩ là chúng ta nên lưu ý đến cái sự kiện này chúng ta ở đây cụ thể là những bạn làm về lĩnh vực giải trí yeah. chúng ta cần phải thừa nhận rằng là cái thị hiếu của khán giả nó bắt đầu dần thay đổi bởi có sự chuyển giao thế hệ yeah. cái thứ hai đó là những cái gọi là cái bối cảnh phát triển của xã hội nó cho chúng ta quá nhiều những cái ứng dụng để chúng ta có thể dễ dàng có được một cái sự giải trí có được một cái hoạt động giải trí mà nó 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 không cầu kỳ như cái việc là bạn phải bút vé rồi bạn phải đến với sân khấu kịch nói thì bạn mới có thể xem được cái vở đó cho nên nó nó là một cái sự kiện cô nghĩ là nó, nó đủ để trở thành một tiếng chuông mm. à, để các bạn làm nghề giải trí truyền thông phải định vị lại cái sự phát triển của mình để để không rơi vào những cái gọi là cái con đường mà có một cái điểm dừng như vậy. Yeah. Ừ. Em thấy là thực ra thì những năm gần đây giống như là những sân khấu uh, ca nhạc nè bắt đầu suy thoái, đúng rồi. rồi bắt đầu tiếp tục là những cái sân khấu kịch ừ. và để mua vé để họ có thói quen là mua vé đi ra ngoài xem kịch hay là đi xem ca nhạc á, bây giờ cũng không còn nữa. Họ trở nên ừ. lười và con người trở nên là giống như là phụ thuộc vào những cái công nghệ. Ừ. thực ra cái 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 diễn biến này á, có thể được nói rằng là đây là những cái diễn biến đã được báo trước ở những cái loại hình nghệ thuật khác rồi ví dụ trước đây là cải lương yeah. à, cải lương cũng đã đã từng ở một cái thời kỳ rất là hào quang dạ. rất là rực rỡ rồi đỉnh cao rồi sau đó thì chúng ta cũng vẫn còn duy trì được cái sức hút của mình thông qua các video cải lương và cuối cùng rồi thì chúng ta rơi vào một cái tình trạng đóng băng dĩ nhiên là mọi sự so sánh nó đều khập khiển và cái gọi là cái cái thị hiếu của cái việc mà bạn nghe một cái vở cải lương bạn xem một vở cải lương với cái việc mà bạn là người yêu kịch nói nó rất là khác nhau nhưng mà nó về về cơ chế là nó gần như là tương đồng từ cái cơ chế đó thì cô nghĩ rằng là thực ra thì chúng ta phải luôn luôn sáng tạo và luôn luôn dùng một cái đầu gọi là một cái đầu lạnh một cái đầu lạnh và một trái tim nóng cho cái việc là chúng ta tìm hướng đi Ừ. để phát triển cho các cái loại hình nghệ thuật với thực cái bối cảnh như bây giờ thực ra thì xung quanh câu chuyện mà cái sân khấu kịch này được giải tỏa hoặc là được không duy trì hoạt động nữa thì nó cũng có nhiều câu chuyện xung quanh bên trong ừ. mình không biết được cho nên là với cái sự phát triển của youtube và game show hiện tại thì có lẽ là do tất cả mọi người khán giả nghĩ là xem một chương trình nào đó ở nhà tiện hơn ừ. và không cần phải ra sân khấu để xếp hàng để xem rồi để mua vé cực khổ quá đúng rồi đúng rồi thực ra thì nó có những cái với lại nó còn liên quan đến những cái nguyên tắc làm nghề yeah. của của từng ekip thực sự thì chúng ta là người bên ngoài chúng ta rất là khó để có thể nói rằng là nên như thế này hay nên như thế kia vì sao bởi vì không ở góc nhìn ở bên ngoài về những thông tin mà mà cô được biết thì không phải là chị hồng vân không cố gắng không cố gắng đi duy trì yeah. à, dĩ nhiên là mình sẽ không phải là cái người biết được đầy đủ hoặc là chính xác nhưng với bề nổi của câu chuyện thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự nỗ lực để duy trì cái hoạt động của Super Bowl nó đã diễn ra trong một thời gian rất là dài và chị Vân cũng đã nỗ lực rất nhiều cho cái việc đó là nó được mở đèn hàng đêm định yeah. kỳ có thể là vô tình mọi chuyện nó 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 đến đúng cái điểm cái điểm lý tưởng của nó đó là khi mặt bằng phải trả lại rồi ở đó cũng có thể là đến cái lúc mà sức người nó cũng cũng trở nên mỏi mệt yeah. ừ, thực sự thì tất cả chúng ta đều là người bên ngoài cô tin một điều rằng là mộ chúng ta chưa có nếm mật nằm gai cho nên chúng ta cũng không thấu cảm được những cái khó khăn nó, nó đã ở mức nào cái thứ hai nếu như mình nói về nhiệt huyết làm nghề thì 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 ở đây chắc có lẽ như chúng ta cũng không thể nào nói rằng là chúng ta có thể có hơn cái nhiệt huyết đó so với chị vân dạ, đúng rồi. À, chị vân vừa với tư cách là một người quản lý vừa là tư cách của một nghệ sĩ thực sự thì có vẻ cái nỗi đau đớn của chị nó lớn hơn chúng ta chứ nhưng mà đã chọn cái cách này có thể là trong hoàn cảnh của chị đây là đã là cái cách tốt nhất rồi cho nên là thôi thì chúng ta hãy tôn trọng cái quyết định của họ. Có điều là nó là một điều đáng tiếc để chúng ta cảm thấy là mình cần phải mình lại có thêm một thứ để để phải hoài niệm về về cuộc đời này rồi. À, tuy nhiên cũng hy vọng rằng là cái sự kiện đóng cửa Super Bowl nó đủ giá trị cho các anh chị làm nghề để các anh chị cảm thấy rằng là đã đến lúc rồi, thực sự đã đến lúc mình cần một cái hướng đi nó mới và nó nghiêm túc hơn cho cái sự phát triển lâu dài của ngành giải trí. Ừ nghệ sĩ Xuân Hương lên tiếng về cuộc sống như địa ngục với MC Thanh Bạch. Sống với anh tôi như là một ô sin chuyên nghiệp. Cổ đã được trao một cái chức năng rất là quan trọng đó là cổ trở thành một người đàn ông luôn trong cái cuộc hôn nhân ừ. đó. Cũng khó nói ha. Dạ, nhưng mà tại sao câu chuyện này lại đến bây giờ lại mới có thể môi ra để nói cô? Nhưng mà nói nghe nha. Đâu thì cũng phải có lửa mới có khói chứ. Bây giờ bây giờ mình 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 ngược dòng thời gian nè, cái người mà lôi chuyện này ra trước tiên là chú Bạch chứ. Dạ mình được quyền nói về góc nhìn cá nhân của mình ở đây phải không dạ Minh bình thường mình cứ khẩu nghiệp thoải mái <laughs> thật sự thì cô tin cô Xuân Hương dĩ nhiên là cô không là quá Nó không, không? À, vì vì tư cách làm nghề yeah. vì tư cách làm nghề vì phong thái vì về tư duy rõ ràng là cô cũng bị ấn tượng mạnh bởi cái lối khai thác kịch bản của cô Xuân Hương từ trước đến giờ và cho thấy rằng là đây là một người dám nhìn vào sự thật à, nói về sự thật bằng một cái bằng một cái sự trào phúng mà ở đó người ta xem xong người ta không thể cười thôi mà người ta còn phải còn phải còn phải trăn trở rất là nhiều cho nên mình tin một cái chiều sâu của cô Xuân Hương và cái thứ hai ở đây cổ không phải là người khơi lại chuyện cũ cổ không phải là người quạt cho dạ. người quạt cho là, chú, là Bạch chú Bạch mà mình tin một điều rằng là cổ đã viết cái điều đó cổ viết với một cái chế độ cộng đồng à, mà đồng, đồng. Nhưng biết cổ cô để công, công, khai công khai mà như vậy thì ở đây có nghĩa là cổ cũng đã dám chịu trách nhiệm về những gì mình nói và thông thường thì người ta sẽ nói những cái gì mà nó phải có phải có sự thật thì người ta mới nói được dĩ nhiên ở đây cũng không có nghĩa là chú bạch không đúng ê nói vậy tự nhiên thành ra mình nước đôi quá ta nhưng mà ý là vậy à, trước tiên là phải nói rằng là cô không có coi cái 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 đoạn phỏng vấn chú bạch yeah. nhưng ví dụ như với một cái phát ngôn của chú bạch là ở cái cuộc hôn nhân của tôi nó không lãng mạn ừ. và đó là lý do nó tan vỡ thì có thể là cái câu này chú nói không có sai vì vì chú không chú không được nhìn thấy một cô xuân hương nữ tính, uh, nữ tính yeah. thước tha dịu dàng, dịu dàng uh, chân diện và nói những lời nhẹ nhàng hoặc, nói những câu hoa mộng hoặc thì là chú không lãng mạn trong cuộc tình um, cũng có thể là bản thân chú cũng đã không có yeah. lãng mạn nhưng nó có một cái thực tế là đúng là cuộc hôn nhân đó nó không có lãng mạn mm nghĩa là ở đây chúng ta phải thừa nhận về cái sự kiện đã diễn ra nhưng vấn đề đáng tiếc ở đây là thực ra thì chúng ta cũng nên lưu ý là nếu như cái sự kiện đó nó đã diễn ra như vậy thì căn nguyên nó do đâu không bao giờ mà trong một cuộc hôn nhân Mà lỗi từ một phía hết dạ, không rồi. bao giờ người có 3 điều là năm chung sống với nhau mà. bên nào nhiều hơn thôi. tức là lỗi bên nào nhiều hơn và bên nào mua xăng mua dầu về để dành rồi bật rồi bên nào bật lửa thôi chứ không thể nói rằng là là mọi người đều vô can có điều là cái sự thương cảm thì mình vẫn dành cho cô Xuân Hương cái thương cảm ở đây không phải là cái sự tội nghiệp mà cái thương cảm ở đây đó là rõ ràng là cô đã thực sự rất là gọi là rất là rất là kiên trung trong cái cuộc hôn nhân đó ừ, để à, duy trì. Không ngày nãy em nói là 13 năm chung sống nhau không phải là chia tay ly dị để được 13 năm à, rồi, đúng rồi chia mà tay có này mới được khai thác lại là có lẽ là do tình cờ cổ mới xem lại cái đoạn clip và phỏng vấn đó ừ. thì cô mới biết được đúng là thôi thật ra thì mình chia tay rồi mình đừng nói xấu với người cũ của cô ha đúng đó là lý do mà nếu như nói về cái nhìn cá nhân á tình cảm thì cô vẫn dành cho cô hương nhiều hơn tại vì uh, nói chung cô cũng hơi nhiều chuyện mà ừ. cho nên cô mới ngồi đây khổ nghiệp á thì mình lại thấy có rất nhiều lần chú bạch đã sử dụng hôn nhân cũ để để, để để làm một cái nguyên liệu cho cái việc mà chú làm nghề trong khi đó điều này nó đã không diễn ra ở cô hương yeah. uh, mình gọi đó là một cái hành động mà nó gọi là nó không được tử tế cho lắm <laughs> ừ nó nó không được tử tế đó là lý do mà tình cảm cá nhân thì cô vẫn dành cho cô hương còn sự ngưỡng mộ về lao động nghệ thuật Mẹ thì con, dạ. thì ở cả hai người mình đều thấy được rằng là họ thực sự là có những cái thể hiện có những cái đóng góp xứng đáng chứ không phải là không ừ. à, cô cũng chia sẻ cô xuân hương cũng chia sẻ những câu chuyện xung quanh phía sau hậu trường ừ. là cô phải lui về phía sau làm hậu phương vững chắc chỉ lo giặt vũ, bếp nước lao nhà con cái để anh thừa thắng xong lên ừ. đó hoàn thành luôn cả phần mơ ước của cô nữa Ờ, thực ra chỗ này thì nó như vậy nè chỗ này thì mình mình tin rằng là mỗi một cái chuyện nó trôi qua trong cuộc đời tại cái thời điểm đó nó đều có lý do nhưng mà từ câu chuyện của cô Hương ở đây mình sẽ không nói rằng cô Hương đúng hay là sai Được. nhưng mà từ cái chuyện của cô Hương mình muốn nói một chuyện rộng hơn trong xã hội của chúng ta đó là rất nhiều phụ nữ của chúng ta uh, rơi vào đúng cái bẫy này mình mình sẽ không nói rằng là họ sai hay là họ đúng nhưng mà đó thực sự là một cái bẫy cái bẫy à. mà chính chính họ là người đã đã tự đưa ừ. chân vào à chúng ta chúng ta ở một góc độ nào đó thì trong câu chuyện này thì phụ nữ là nạn nhân yeah. không phải nạn nhân của ông chồng mà nạn nhân của xã hội nạn nhân của lối tư duy cũ. Tư duy cũ nạn nhân của phong cách nuôi dạy từ yeah. từ thế hệ trước để họ tin một điều rằng là, là phải nữ là phụ nữ đó thì phải đi đi sau lại một bước, phải lui về phía sau và phải chấp nhận từ bỏ bản thân mình để 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 mặc lên mình những cái áo mà đã là áo thì có thể thay bất cứ lúc nào giống như là đã ừ. trở thành một cái câu nói không còn đúng nữa là ừ. phía sau người đàn ông thành công thì sẽ có bóng dáng người phụ nữ. Thực ra thì mình không không hề ủng hộ cái cái điều này một dạ, tí nào rồi. và cũng không hề khuyến khích chị em phụ nữ sử dụng cái câu này làm tiêu chí. Tại vì rõ ràng là người đàn ông đó không thể gánh vác cuộc đời của bạn. Ừ. Và nếu như mà chúng ta nói về sự công bằng thì thực ra chúng ta cũng nên công bằng với nam giới. Chúng ta cũng đừng làm điều đó để rồi vô tình bắt họ phải gánh vác cuộc đời dạ. của chúng ta suy cho cùng thì đời ai người đó sống mà có điều là mình cần phải có một người sống chung à như vậy mà đã là chung thì phải mọi thứ đều phải thỏa phải hiệp chia sẻ với nhau. có nghĩa là cũng có thể bạn sẽ ở nhà làm việc nhà nhưng cái việc mà bạn ở nhà làm việc nhà nó được cân chỉnh dựa trên cái tổng thể diễn biến của cuộc sống là nếu như bây giờ tôi đi làm mà mình phải thuê người thì nó lỗ ừ, yeah. rõ ràng là nó lỗ ừ. về mặt kinh tế và nó cũng không có gọi là nó rất là bất an về mặt tâm lý thế thì bây giờ ở đây nó là một phần việc có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ không dùng từ đó là thôi để em ở nhà hy sinh mà chúng ta phải coi đó là một phần việc và phần liệt việc đó nó phải được tính vào các khoản thu nhập một cách rất là rõ ràng của tổng cái quỹ chung để ở đó hiểu rằng là không ai ăn bám ai yeah. À, và cái sự hài lòng tức là cái sự đồng thuận của cả hai về phương án này nó phải có không ai trong một trong hai người được sử dụng cái điều đó như một loại vũ khí để bên kia thì lên mặt hoặc là bên đây thì đem nó ra để để làm một cái dạng lá khiên che chắn cho cái sự yếu đuối và cái sự kèo nài của mình với cuộc đời ừ, còn nếu như cảm thấy không dễ khó quá thì quyết định đi, đi làm ừ, đúng và rồi. chúng ta chọn một cái phương án khác để chúng ta có thể vận hành gia đình cô lựa chọn như vậy ừ. và cô cũng có một câu nói là tôi đã thành đàn ông mà không cần kiển giới đúng trong rồi. thời điểm đó thì có thể đó là sự lựa chọn của cô nhưng mà dù là cái gì đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện đã qua rồi tại như đã nói đó tại cái thời điểm đó mọi sự việc xảy ra nó đều có lý do chính đáng của nó yeah. cái rất dở trong câu chuyện này đó là chúng ta bới chuyện cũ ra mà đã là bới chuyện cũ ra tức là chúng ta không thay đổi được quá khứ thực ừ. ra nha cuối cùng trên đời này nè mình mình lên tiếng khi nào mình lên tiếng khi sự việc nó được trở nên tốt hơn ừ. hoặc chí ít là nó không tệ đi dạ yeah, câu như... chuyện này hơi tệ đi ờ à, câu chuyện nó rất tệ đi Bởi nó vì rất nó tệ nó đi luôn gương, nó gọi là nó để cho mọi người nhìn vào và phê phán ừ nó không giải quyết được cái gì nếu như hai người mà lỡ mà đã có những cái mâu thuẫn thì rõ ràng là với cái chuyện xảy ra như thế này thì cái mâu thuẫn đó nó còn bị khoét sâu hơn ừ. cái khoảng cách nó còn xa hơn nhưng mà nhưng mà thôi quý vị chúng ta hãy sử dụng đúng tinh thần của vi 25 giờ đó là uh, đập chuyện của thiên hạ và sửa mình ừ. uh, răng mình để làm cho bản thân mình, thôi tránh được bao nhiêu thì tránh ừ. Và hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ nghĩ về hiện tại, sống cho tương lai Chứ đừng nghĩ về quá khứ mà dày vào quá khứ nhiều quá ừ. à, Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tiếp theo <laughs> Lời khẩn thiết cầu cứu 150.000 vé cho phim Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi Phim là phim gì vậy? À, phim này là phim mang đậm chất riêng của đạo diễn Chung Chí Công Phim à. nào mà không mang chất riêng của đạo diễn? Đây là một tác phẩm độc lập đầu tay dạ mang à. nhiều sự kỳ vọng của chính uh, đạo diễn à. <laughs> mình nói sau về bộ phim ha bộ phim chất chứa những cảm xúc lắng động với những cách kể nhẹ nhàng trên nền nhạc indie đầy thu hút à. uh, nhưng thực ra thì gọi là theo, theo hướng theo trend đó cô ừ. nhưng mà bộ phim này là bộ phim khá kén khán giả chính vì thế là uh, Ê khoan nha à, bây giờ nghe cái tựa đề thì cô hình dung có phải là phim nó sẽ khai thác cái mảng này của cuộc sống không đó là nó nói về những người trẻ mà ở đó các bạn lấy đêm làm ngày dạ, các bạn trở. sống mòn ừ và các bạn có những cái sinh hoạt nó trái muối giờ tự nhiên và các bạn đau khổ với cuộc đời các bạn dằn vặt với hoài bão của tuổi trẻ nhưng cuối cùng các bạn không có làm được cái gì hết và bộ phim mang đậm một cái sự u ức uh, nhẹ nhàng nhưng mà u theo đúng cái kiểu người trẻ mang chí tan bồng nhưng mà không biết phải làm gì ê yeah. tả vậy đúng không vợ đây là một cái poster mà gọi là uh, để kêu cứu bộ phim trời sáng rồi ta ngủ đi thôi một bộ phim trong sáng chưa có thể đến từ một tấm lòng yêu sài gòn hồng hậu đó giống như, như là cô nói cũng có thể là những cái tình tiết nó rất là nhẹ nhàng nó thật là đời mà nó xáo rỗng ủa mà nó không xáo rỗng nha à. đến nỗi chỉ ước thêm có thời gian để xem phim lại lần hai lần ba ừ uhm. đây là những lời do ai viết nhà sản xuất phim dạ đúng rồi nói chung là tôi rất là ghi nhận cái sự nỗ lực của các bạn dạ, và ghi rồi. nhận cái lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của các bạn nhưng mà như vậy nè thực ra phim ai làm người đó thấy hay à cho nên là cái việc mà chúng ta là là nhà sản xuất chúng ta là đạo diễn và chúng ta gào lên nó hay lắm nó thấm đẫm tình người trời ơi nó ước ác dữ lắm nó ý nghĩa cực kỳ Thực ra người ta không có tin đâu dạ. người ta không có tin nó có một câu vậy nè vợ người văn mình vợ của người văn của mình nó luôn làm cho con người ta cảm thấy nó luôn hay nó luôn đẹp vợ của người luôn đẹp ừ ờ luôn người nhìn con vợ người ta ở dạ. ờ, đó con dạ. người ta còn văn là của mình nha dạ. có nghĩa là cái gì mà nó thuộc về sự sáng tạo của mình là mình luôn thấy nó rất là long lanh lấp lánh nó tròn đầy nó nó hết sức là hoàn hảo nó toàn bích đó đại loại như vậy có biết cái phim này không dạ không em biết luôn á à. biết là có ai đóng luôn á đó. rồi bây giờ khi nào chiếu dạ như đã đạp rồi cô đã đạp rồi nên là tất cả mọi người mới kêu gọi là một trăm năm vé bây giờ rạp nào dạ rạp nào cũng có rồi đó bây giờ em thấy không bây giờ cô chỉ hỏi em mới có ba câu thôi đó là ba câu căn bản nhất của việc ra mắt một bộ phim ừ. đúng không một ngày ra mắt hai rạp nào phát hành đúng không ba đó là ai đóng ờ ai đóng dạ yeah. không có luôn á em không biết mà rõ ràng là ở đây coi như tôi ở đây tôi tôi tự thấy tôi già tôi không có cập nhật thì còn có lý đi vấn đề ở đây nè nằm chỗ này nè mọi người nói là do truyền thông chưa đủ để mọi người biết chính xác chúng ta cũng sẽ không ủng hộ cái việc thùng rỗng kêu to nhưng nói thiệt á bạn muốn người ta đến bạn bạn phải cho người ta biết là bạn có ở trên có đời đó dạ, có cái gì nữa dạ. bạn có ở trên đời và bạn có cái gì để người ta đủ lý do người ta đến dạ. thêm một điều nữa các bạn đừng quên là các bạn đang làm phim trong thời đại nào trời trong cái thời đại mà mình vừa mới bàn với cái chuyện super Bowl đóng cửa đó mọi người thế thì khi mà bạn ra đời mà bạn không gào lên với người ta là ê tôi nè tôi là ai tôi ở đâu tôi có cái gì hay lắm ờ, và bạn phải đánh trúng một cái thị hiếu thì sao mà người ta người ta biết mà người ta tìm tới nhưng mà cái tên phim thì rất là hay nha cô Tại vì nó nói đến là cái việc mà uh, Sài, đó, Gòn là thành phố Sài Gòn là thành phố không ngủ Sài Gòn là thành phố không ngủ Nên là mọi người giống như là cảnh tỉnh đi trời sáng rồi mình ngủ đi thôi Còn mọi chuyện để ngày mai lo ừ. Ngày mai à. là đêm mai đó đúng không? Đêm ừ. mai đó Đúng rồi Thực ra thì chúng tôi ủng hộ phim Việt Và ừ. hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ còn uh, Sẽ ra những sản phẩm phim Việt nhiều hơn nữa Nhưng mà hãy đi đúng hướng Và hãy uh, biết được rằng uh, Thị hiếu khán giả là gì đó ừ. Để mình có thể không có kêu cứu như thế này nữa Quang Hà Xót xa chia sẻ thiệt hại 30 tỷ sau vụ cháy ở khu văn hóa hội nghị Việt Xô. Cộng đồng, đồng mạng là một đối tượng rất vô hình, rất dễ uh, tổn thương, rất dễ xót xa, yeah. rất dễ lo lắng, rất dễ bất an vì một cái gì đó mà có vẻ cũng không liên quan đến mình cho lắm. Ê, nhưng mà quay trở lại vụ cháy, thực yeah. ra thì đúng là uh, nếu như mà gọi là kinh doanh có những cái dự án, có những cái hợp đồng ngàn tỷ thì đối với một người nghệ sĩ. Việc họ tổ chức một cái live show thì nó là một nó thực sự là một dấu ấn nghề nghiệp, nghiệp cực kỳ quan trọng dạ. ha và đây là một tổn thất rất lớn đối với anh Quang Hà cũng như là anh Quang Cường ừ. à, tại vì nó đã diễn ra rất là sát nó rất là sát với giờ dạ. biểu diễn và cái quan trọng ở đây là chính vì quá sát như vậy thì theo như thông tin được biết là nó đã có rất là nhiều vật dụng để chuẩn bị cho đêm diễn là được tập kết ở tại nhà hát hết rồi Nhưng bị cháy hết ừ rồi cái vụ cháy đó nó không chỉ đơn giản đó là tiền vé hoặc là uh, tiền tổ chức cái cái địa điểm đâu mà nó còn là liên quan đến đúng là có cả hiện kim lẫn hiện vật ở trong dạ. chỗ. trong và cái lần này anh cũng tiết lộ là sẽ đền bù số tiền là 240 triệu đồng để thuê địa điểm đó ừ. bởi vì là cháy một phần ồ à. những thiệt hại liên quan đến tài sản của ban nhạc và đơn vị cho thuê âm thanh ánh sáng nè thì chưa có phương án giải quyết. Yeah. Dạ, cái đó là chỉ thuê địa điểm thôi nha, cô ừ. hai muốn bốn triệu. Thực sự thì những việc sắp tới mà anh Quang Hà cùng với anh Quang Cường phải phải xử lý nó sẽ còn khá là lớn. Tuy nhiên thì đúng là nghề nào thì nó cũng sẽ có nguy cơ. Dạ. Yeah. Đây là một dạng được gọi là nguy cơ. À, tuy nhiên nha, cuộc sống thì thì đúng là nó bao giờ nó cũng có hai mặt. Dĩ nhiên là ở đây mình không kỳ vọng, mình không có kỳ vọng những cái những cái sự kiện như thế này nó diễn ra. Nhưng à, về phía anh Quang Hà thì và anh Quang Cường thì đúng các anh trải nghiệm được một chuyện là mình không biết được là mình mạnh mẽ như thế nào. Yeah. Cho đến khi xảy ra chuyện. Ừ, cho đến khi những cái sự việc nó nằm nó nó không thể nào nằm trong dự kiến như thế này, nó buộc phải diễn ra thì các anh cũng đã xoay trở rất là tốt cho cái diễn biến kế tiếp đó là cái đêm diễn thay thế, cái buổi diễn thay thế. Rồi bên cạnh đó là những cái sự bao dung yeah. mà chính các anh nhận được từ đồng nghiệp của mình nè, từ khán giả nó cũng là một trong những cái điều đặc biệt của 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 cái sự kiện lần này yeah. bởi vì rõ ràng là người ta đến đó người ta xem và những cái đồng nghiệp cùng tham gia buổi diễn người ta cũng phải có một cái tình cảm và người ta cũng cũng cho chúng ta thấy được rằng là thực sự là tình người nó vẫn sáng chứ yeah. không phải là không và ừ. thử thì cũng không biết là tại sao nguyên nhân là ảnh hưởng của vụ cháy là như thế nào nguyên nhân vụ cháy là như thế nào cái đó công an trả à. lời minh mình ơi cũng không ngồi biết để luôn sao không? mình trả lời được đó thì đó là một vấn đề nè nhưng mà vấn đề thứ hai thì cái tình người của cô nói là ừ. sau cái đó thì sẽ có một cái đêm diễn tiếp theo ừ. là do chú hoài linh đứng ra để có thể kêu gọi mọi người đến biểu diễn để quyên góp hy vọng là buổi diễn sẽ mang được nhiều những gọi là tinh thần cho anh quang hào để anh quang hào có thể kiếm được một số tiền để bù đắp vào cái tiền đã mất ừ. thực sự thì cô nghĩ rằng là tiền tiền cũng đáng lo đó dạ. nhưng cái quan trọng ở đây đó là cái gọi là cái Tinh thần. cái cái tinh thần cái nội lực bản thân của chúng ta khi mà chúng ta đối diện với những cái sự cố nó cũng quá lớn như thế này ừ, sự cố trong nghề nghiệp đối với diễn viên đối với ca sĩ thì đây cũng không phải là một sự cố nhỏ đâu nó nó cũng như những người nông dân mà bị thất mùa tay trắng vậy thôi à, nhưng mà rõ ràng là đúng là tính cách được tôi luyện trong khó khăn và hy vọng là sau những sau lần này thì các anh sẽ vỡ ra được một cái điều gì đó nó rất là đặc biệt trong cái khả năng xử lý tình huống của mình à, chứ không không có gọi là không quá bi quan bởi vì thực ra muốn hay không thì nó cũng cháy rồi ừ, thì ừ. À, thông qua câu chuyện này thì mình sẽ đến câu chuyện cuộc đời đó chính là à, mình đôi khi mình không biết cuộc đời cho mình cái cú tác như thế nào không, cô Ví ừ, dụ như mà nó tá một bên thì sẵn tiện mình tha luôn bên còn lại để làm nóng luôn các nguyệt đạo trên mặt để uh, cho ừ, cơ thể nó dạ, khỏe cho má màyĩnh không và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục đó chính là giới thiệu những MV mới có trong tuần này. MV mới của Lưu Hoàng là bạn không thấy yêu, MV mới của Đức Phúc hết thương càng nhớ, MV mới của Hương Tràm chúng ta không có sau này. và vừa rồi là những thông tin có trong ngày hôm nay. xin được cảm ơn cô Tô Nha đã đến đây để cùng với em khẩu nghiệp. cảm ơn sư Ngọc Minh. thực ra sự có mặt của mình cũng là một phần tạo cảm hứng khẩu nghiệp. và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hẹn quý vị khán giả trong những số tiếp theo. xin chào.